các bạn nha các bạn. Hôm nay anh em mình sẽ làm món chuẩn chuyển chuẩn của người miền Tây Nam Bộ nha các bạn. Đó, canh khoai ngọt ăn với khô, rau lang chấm với cá chiên, dầm nước mắm nha các bạn. Hết sảy phần 7. Đó, chuẩn của dân miền Tây nha các bạn. Đó là những món chỉ có con em người miền Tây mới mới biết ăn rồi các bạn, mới biết làm món đó. Đó, bạn đợi mình chút xíu. Chào cô chú anh chị và các bạn nha các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu món nấu cơm chuẩn của con hôm nay anh em mình sẽ nấu cái món chuẩn của người miền Tây mình luôn nha các bạn. Đây thì hôm nay là mình có canh khoai ngọt, khô cá mặn, cá này là cá riêu hồng mình sẽ chiên, chiên rồi xong mình sẽ nước mắm nha các bạn. Mình sẽ làm nước mắm. Đó. Đây còn cá rô, muối chiên. Đó, còn tô này là tô rau thơm. Còn đây là rau lang. Rau lang mình sẽ chấm với đây này, nước chấm của cái con cá điêu hồng chiên nha các bạn. Đó, món này là đúng là cái món của người miền Tây luôn các bạn. Đó, con em người miền Tây là sẽ biết cái món này thôi. Hấp dẫn lắm các bạn. Canh khoai ngọt hoặc là canh khoai mỡ này, người miền Tây mình là kêu khoai ngọt các bạn. Đó, canh khoai ngọt này mà chấm với cá chiên thì thôi. Ủa, ăn với cá chiên, rau lang mà cũng chấm với nước mắm, cá chiên nữa thì thôi, chỉ có hao cơm thôi nha các bạn. Đó, còn đây là con khô cá, cá dứa nha các bạn. Đó, khô cá dứa nè các bạn. Đó, cá điều hồng. Đó, tại vì á, là bạn Minh không có thích ăn khô, còn cá rô kia thì nó xương, cho nên mua cho bạn Minh con cá điêu hồng nha các bạn. Đó, đây các bạn, cá được anh em mình chiên này các bạn. Chiên các bạn cứ để lửa từ từ, nhỏ nhỏ thôi các bạn, đừng để lửa to quá, nó không ngon nè các bạn. Đó, đây các bạn, cá mình chiên được xong rồi các bạn. Đó, gấp ra được hai thứ này các bạn. Cái con cá này nha các bạn là khô cá, con này là con khô cá dứa mặn nha các bạn, muối. Đó, còn con cá này nha, con cá rô này nè. Đó, giờ hiểu là đã không bạn, là con cá mặn, con cá mình muối. Kiêu hồng thì các bạn mình sẽ trang với nước mắm này các bạn. Đó, mắm mình làm rồi nè, mới làm xong rồi các bạn. Đó, đó là cá liêu hồng mình sang với nước mắm này. Còn nãy là mình mới chiên cá, mình chưa có làm gì hết các bạn. Đó,
cá điều hầm cũng vàng nha các bạn. Mình đi đập đá các bạn. Đây, hôm nay hai anh em mình sẽ ăn cơm như thế này nha các bạn. Đây, một con cá điêu hồng. Đây cái mắm này các bạn. Đó. Một con cá điêu hồng. Một con cá dứa khô, một con cá rô. Gao lang. Canh khoai ngọt. Còn gọi là phai mỡ nha các bạn. Đó. Đây bữa cơm của hai anh em mình đây nha các bạn. Đó. Cá dứa mình chiên ngon các bạn. Ở trong đây mà ở trong này có miếng này cắn vô chảy ra nếp hết mỏ đã các bạn. Ừ, chiên ngon các bạn. Cá điều hồng. Chào các bạn, mời các bạn ăn cơm cùng anh em mình nha các bạn. Sẽ chan canh nha các bạn. Ô quá ngon các bạn ơi. Bạn mình ăn với canh này là khỏi phải nói rồi. Bạn mình rất thích. Gao lang đã xịt lại ha. Các bạn biết không, gao lang này các bạn muốn cho nó săn như thế này, trước khi luộc các bạn cho miếng muối vô nước rồi xong các bạn cho miếng dầu vô nữa là luộc nó xanh mơn mởn nha các bạn. Chào các bạn nha các bạn. Nước mắm lên các bạn thấy tuyệt vời không các bạn? Đó. Quá tuyệt các bạn ha. Mời các bạn nghe các bạn. Mà các bạn cái xương trần thì nha các bạn. Cái này phải chịu bằng nghi cá các bạn. Mình có ăn được đâu, xương không á. Mình đi gọi cho nó,
chung là đại của Phật. Vậy ra sao nhỉ bà? Dân có gì thưởng ra đâu không muốn thưởng bạn đi đâu làm bà bạn ấy vào làm như vậy hoàn tả lắm. Mấy gì cả các bạn, con gan nó hở. Mày xấu không? Xương các bạn muốn cá nha các bạn. Hồi xương bạn nha bạn, bỏ hẳn mà bạn muốn chơi căng các bạn. Cái thứ hai này là các bạn miếng cá nha bạn. Và các bạn miếng khô, khô ở dưới nha bạn. Quá đẹp. Chào tạm biệt các bạn nha các bạn.